Những ngày vừa qua thì coi như là không biết là vì mách cục xương cửu chi đó, nuốt cũng không trôi mà nhá cũng không xong, để lên có những cái lời lẽ xuyên tạc. Mà nói thật sự ra tôi cũng là cũng 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 nghe những cái lời lẽ của kênh này nói, thì thật sự ra tôi thấy là đang có một cái vấn đề rất nặng, đang có một vấn đề rất nặng. Thì chắc anh rằng sắp tới nếu mà xong cái sự vụ của chị Hà, xong sự vụ của chị Hà thì những kênh như thế này tôi nghĩ chắc cũng không thoát, quý vị cũng không thoát nổi. Hiện bây giờ nó thật sự cái sự việc đây là một trong những cái vấn đề mà nguyên cả cộng đồng mạng cần biết rõ một sự thật như thế nào. Đấy. Sự thật nó dù nó có như thế nào chăng nữa thì mình cũng phải tôn trọng thôi. Đấy. Nhưng mà bà con thấy nó lên bắt đầu nó khẳng định cái này, khẳng định cái kia, nó xuyên tạc cái này, xuyên tạc cái nọ. Thì đây là một trong những cái thì mình cũng phải hỏi lại cái bản thân của nó là hiện bây giờ nó ở trong một cái cương vị gì trong cái vụ gia đình của Túc. Cái những ngày vừa qua đấy quý bà con, những anh em mà lên phản biện cái sự việc này không phải vì họ ghét dơ gì gia đình của Tuấn, vì nó thật sự ra toàn là những người xa lạ với nhau hết, không có một cái gọi là mâu thuẫn trước đây. Nhưng mà vì sao họ lại cái như là có những cái lời lẽ họ phản biện lại cái gia đình của Tuấn mà ghê ghét đến vậy, đúng không? Mà họ có đâu phải là những người thân thiết gì của chị Hà, có nghĩa rằng họ thông qua cái câu chuyện này họ thấy có những cái mà cái lời lẽ từ những người trong cuộc, từ lời của Tuấn nè, lời của dì Năm, lời của dì Mười, thì người ta cảm thấy rằng nó không có một cái sự là đồng nhất. Ngay về cái mốc thời gian là tôi đã từng chia sẻ rất nhiều, nó không có một cái sự nhất quán trong một cái câu chuyện, cho nên cũng chính từ cái lẽ đó mà người ta cảm thấy bức xúc. Đấy. Và bức xúc hơn là sau khi chị Hà qua đời. Đấy, cái chết của chị Hà là nó cũng chưa được rõ ràng, là dì Năm lại tiếp tục lôi bé Linh ra gọi là chửi, bảo rằng tại sao bé Linh lại lên cộng đồng mạng để tố giác cha nó thế này thế khác. Nhưng dì Năm cũng phải hiểu rằng bé Linh là một trong những đứa con, nó cũng có một cái gọi là một cái trình độ. Mà vì sao nó có những kết luận như vậy thì dì Năm cũng đừng bao giờ mà chửi nó một cách mà cá như là không thương tiếc. Mà dì Năm phải là người phải tìm hiểu, đã tìm hiểu rõ về nó, xem thử nó vướng cái gì, rồi vì sao nó phát ngôn như vậy. Mình là từng lên cộng đồng mạng bảo rằng thương con Hà hơn cả con ruột của, tại sao bây giờ con của chị Hà toàn hai đứa đấy mà không có cái sự quan tâm nào của bên nội cả. Đây là một trong những cái mình cảm thấy là xót xa cho con bé. Và gặp người cô nữa, gặp người cô ruột thì bà con thấy cũng thấy là cũng là với những cái giọng điệu sang sảnh như nhau, không khác gì đến không khác gì với bà Năm cả. Một trong những cái luận điệu mà mình cảm thấy là những người này tại sao mà khi mà mẹ con bé nó vừa qua đời đó mà những người này nhảy vô giống như muốn ăn thịt con bé này vậy. Và dì Năm cũng đã lên tiếp một lần nữa để mà kết luận rằng chị Hà bị bệnh trầm cảm nặng, chị Hà có uống bia uống rượu. Đấy, chị Hà kể như là bức xúc vì Tuấn là kể như là chị Hà nói không nghe, cho nên là cái chị Hà mới là quên mình nhảy nhà, mới mới là nhảy xà lan để mà cái quyên sinh. Thì tôi hỏi quý bà con, người ta đã chết rồi mà kể như là không có một cơ sở nào mà dì Năm lại lên kết luận cho chị Hà mang một căn bệnh như vậy. Và thậm chí rằng khi mà lúc trước chính cũng chính dì Năm khẳng định rằng chị Hà là một trong những người quản lý tất cả các tài sản, mà đến lúc mà chị Hà chết rồi tôi nói quý bà con không thấy một phân vàng đâu. Ủa thế thì những cái tài sản mà dì Năm nói thì ở đâu? Mà dì Năm lại mặc nhiên rằng những cái tài sản này, những cái này là của bên mẹ chồng nó cho, chứ nó có gì đâu mà cướp. Đấy, chính là dì Năm nói như vậy quý vị. Đấy. Mà bản thân thằng Tuấn cũng đã khẳng định rằng, bản thân thằng Tuấn cũng đã khẳng định với cộng đồng mạng chúng ta trong suốt một khoảng thời gian khá dài, có nghĩa rằng cái tài sản này, xà lan này là xà lan hai vợ chồng đóng, chứ không phải là xà lan của là bên bên mẹ chồng đó. Em nói thật sự á, xà lan này này hai dòng đứng đóng, vợ em rất cưng, nếu mua xà lan khác là không bằng xà lan mình, là không có bán. Nếu theo thật sự bán, vợ bán khoảng 5 năm nay á, hai dòng nó đi chứ 2.000 3.000, nhưng mà ở trên
Cái vấn đề đây quý vị, nếu như bán là bán không 5 năm năm nay rồi à, là đi trước 2000-3000, có nghĩa rằng tiền lực kinh tế là có, đúng không vậy? Từ chiếc mà cái như là 850 mà đổi sang chiếc là 2000-3000 tấn thì nó phải có cái tài chính chứ, có tài chính mới là đổi được xà lan, mới là mua cái chiếc lớn hơn chứ. Đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở đây có những cái mốc liên quan đến là tài sản, là Tuấn cũng khẳng định rằng à, bán thân hai vợ chồng có tiền, đúng không? Dì Năm khẳng định rằng là chị Hà là một trong những người giữ tiền, giữ thùng hồn ổ khóa. Nhưng mà đến bây giờ chúng ta phải hỏi ngược lại, những tài sản ở bây giờ ở đâu đó mà dì Năm lại khẳng định như vậy? Mà cưa cái sách á, ở đây không phải là người nào hết, mà chỉ có Dượng Mười và Tuấn, có nghĩa là bên của Tuấn tự động cưa, bên của Tuấn tự động hành xử cái sách, không có thông báo, không có bất kỳ một cái vấn đề nào kể như là cho gia đình của chị Hà liên quan đến cái sự việc mà cưa cái sách, và cơ quan chức năng cũng không tham gia vào vấn đề này luôn. Thế thì chúng ta tại sao mà bây giờ nó thật sự có những vấn đề như vậy mà cộng đồng mạng mới hỏi chứ? Ngày xưa bảo rằng Hà là lắm tiền nhiều của, bây giờ cả như là Hà chết rồi không thấy một xu ở đâu. Bà con thấy là cái sự mà bức xúc của gia đình có hay không? Có đó quý vị đó. Mình với chị Hà cũng tránh có bà con thân thuộc hết trơn, và mình với Tuấn cũng tránh có một trong những cái mối xích mích nào hết. Nhưng mà vì sao là cả như là mình lại đi có những cái lời lẽ phán biện lại những cái câu từ của những người bên Tuấn? Vì họ nói một đường mà mình đối chứng lại thực tế là nó khác xa một trời một vực. Đấy. Mình không kết luận là Tuấn là có tội hay không có tội, nhưng mà về cái vấn đề một con người mà cái như là khi mà vợ mình chết mà mình cảm thấy vô tư vô lự như vậy, đây là một trong những cái là thực sự quý vị rất xót xa cho thân phận của một người phụ nữ, đúng không? Thì Bê Linh đã bức xúc không? Bê Linh cũng đã khẳng định những cái vấn đề bà con trong suốt khoảng thời gian vừa qua cũng đã nghe và cũng đã hiểu. Bé Linh bảo rằng là trong vòng 18 năm qua con không biết là ba nghĩ như thế nào, em và con có phải là gia đình của ba hay không, và đến bây giờ con đã có cái câu trả lời. Có nghĩa là từ trước giờ nó luôn luôn là đặt một dấu hỏi và cũng chờ đợi quý vị, đặt dấu hỏi rồi cũng chờ đợi xem thử người cha của mình có yêu thương mình hay không, có cả như tôn trọng cuộc sống gia đình hay không, mà chờ đợi một đứa nhỏ mà chờ đợi 18 năm. Mà cuối cùng trong vòng 18 năm chờ đợi đó mà có một cái kết rất phũ phàng, chưa có một câu trả lời của người cha thì người mẹ đột ngột qua đời. Đây là một trong những cái nỗi đau, một trong những cái gọi là sự hụt hẫng, sự tổn thương rất lớn của Bê Linh. Đó. Thế thì bây giờ nó thật sự những người bên đội, những người như là Tuấn mới đã hiểu được vấn đề này hay chưa? Đấy. Mà những ngày vừa qua bà con thấy đi, từ lúc mà cơ quan chức năng xuống để mà phối hợp với gia đình đấy, để mà đưa cái vật thể dưới lòng sông lên, mà gia đình đang nghi ngờ đó là một trong những cái vật chính mà liên quan đến cái sự vụ của chị Hà. Thì tôi hỏi quý bà con, bây giờ nếu như mà Tuấn á, mà cái như là còn một cái chút gọi là cái tình thương của con của mình, còn một cái chút gọi tình thương và cái kỷ niệm với người vợ của mình, thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề này Tuấn cũng phải ra tham gia quý vị, đúng không? Mình không có vấn đề gì mình phải sợ, mình không có vấn đề gì mình phải sợ mà mình không ra đối diện cái vấn đề mà cái mà gia đình bên vợ mình bây giờ kể như là muốn đưa lên. Tôi nói quý bà con, nếu như là tôi nha, tôi vẫn ra đó để mà tôi chứng kiến, tôi ra đó để tôi xem, tôi phụ với gia đình bên vợ và phối hợp với cơ quan chức năng để đưa những cái vật đó lên càng sớm càng tốt, càng sớm một ngày là nó khỏe hơn một ngày, đúng không? Khi mà đưa lên, giả sử chứng minh tất cả mọi vấn đề mình không có liên quan cái gì đó, đó là nói thật sự đấy cũng là một trong những cái mà gia đình bên vợ của Tuấn cũng để mà giải oan cho Tuấn. Đây là một trong những cơ hội mà độc nhất vô nhị. Mà tại sao Tuấn những ngày vừa qua bà con thấy đi, mình phải ra chứ, phải ra đó, chứng kiến cảnh như thế đó. Bây giờ đó, bên vợ mà cái như là đã nhờ đến cơ quan chức năng tới để mà đưa cái vật đó lên, thì
thì bản thân mình không có liên quan gì đến cái chuyện mà của vợ của mình cả, thì mình cũng ra đi rồi để phối hợp với cơ quan ban ngành, để phối hợp với gia đình bên vợ để mà sớm đưa cái vật này, để mà sớm kết thúc cái sự việc, để còn yên ổn làm ăn quý vị. Mình không có gì cả thì cơ quan chức năng sẽ trả lại cái sự là công bằng cho mình thôi, chứ không có một vấn đề gì mà phải quan ngại cả, đúng không? Mà cái vấn đề ở đây chúng ta thấy rằng nó có những cái lạ đây, có nghĩa bé Linh những ngày vừa qua còn đang ở đó, gia đình chị Hà còn đang ở đó, mà thiếu ở đây là thiếu túng, cũng giống như ngày xưa mà chôn cất chị Hà đó, tất cả những người bên vợ là có mặt, chỉ thiếu mỗi người chồng, đúng không? Và người chồng quay về cái không dám nhìn mặt vợ, mà người chồng quay về đốt một nén nhang rồi kể như là cũng ra đi, đúng không? Tôi thấy là có những cái mà nó kỳ kỳ, tôi chưa thấy cái vấn đề nào mà nó kỳ như cái vấn đề này. Cái chết của chị Hà nếu như làm không rõ, làm không sáng tỏ, thì một trong những cái chết mà nó lãng xẹt nhất, một trong những cái chết mà nó lãng, tôi nói quý vị, nó lãng mà lãng xẹt luôn, mà con biết đâu một ông thợ lạnh mà ông xuống ông muốn lạnh độ sâu như thế thì ông phải mang những cái dây xích đấy, mang dây xích nặng khoảng mấy chục ký vô đấy, để mà nó đủ cái lực thánh ở đủ cái tái trọng mà thánh cái lực đẩy ACMS. Mà cái chị Hà là nó thật sự cái tái trọng của chị Hà khoảng tầm 50 mấy ký thôi, mà rớt xuống như theo Tuấn bảo là cái chìm xuống một cái hậy đấy, rồi cái như là khi mà nổi lên đúng ngay vị trí chìm xuống thì chúng ta có thấy là một trong những cái nó khác thường không? Rất khác thường. Cũng chính từ sự khác thường này mà những kẻ gọi là cái như là vô đầu vô dị, nó mới đẩy về một cái hướng tâm linh, nó mới đưa ra một trong những cái mẫu chuyện tâm linh mang tính chất là ly kỳ ấy, để mà gây quý bà con, để mà cho cái dư luận sang một hướng khác. Nó không nhìn thẳng vào một cái thực tế là vì sao mà một người như chị Hà mà phải đi tự tử, vì sao mà cả như không có bất kỳ một con thủy sinh nào tấn công, trong khi đó một người nằm dưới lòng sông cả như là 12 ngày, đúng không? Nó phải có cái gì đó chứ. Nhưng mà cái gì đó là bây giờ cũng phải, cũng chính từ cái gì đó, cũng chính từ những cái vấn đề thắc mắc đó mà gia đình mới đi tìm cái sự thật cho tới ngày hôm nay. Thì tới ngày hôm nay thì xin thưa quý vị, thì nó cũng đã chung là đến giai đoạn này thì tôi cũng đã nói giống như là những cái cuộc trò chuyện lúc trước, dù kết quả như thế nào chúng ta vẫn là tôn trọng, miễn sao kết quả đó là một trong những kết quả mà gia đình chị Hà cảm thấy là được an ủi thì chúng ta tôn trọng. Đấy. Cái vấn đề ở đây là cái như người ta phải tìm ra một cái sự thật. Đấy. Và sự thật này tôi nghĩ rằng sắp tới nó cũng đã sẽ phơi bày sự thật, chứ không thể giấu giếm được một sự thật mãi mãi quý vị. Sự thật là nó mãi mãi là sự thật, thì có ngày nó sẽ coi như là ra trước ánh sáng. Đấy, còn những người bây giờ, những người mà bảo vệ Tuấn thì ít ra đấy cũng phải có một luận chứng chứng gì đó mà để cho mang tính chất là thuyết phục, có tình có lý à, thì tiếp tục mà lên để mà có những cái chia sẻ cái quan niệm của mình. Còn khuyên một câu chân thành, khi mình lên mà mình không thể giải thích được những cái câu hỏi của cộng đồng thì thôi, tốt nhất nên dừng, nhất là nông dân. Giờ là cái vị luật sư mà luật sư dở mùa kia, khuyên một câu dừng đi, bây giờ dừng còn kịp. Đấy, dừng còn kịp à, đừng bao giờ bây giờ cái lỡ phong lao theo lao leo lên lưng cột rồi cái bám theo đó có ngày là cái này cũng mất xác, cột nhai liền, rớt xuống cột nhai liền, mà đố bây giờ bọn này nó dám nhảy xuống. Đấy, những ngày vừa qua chắc là dính khu lãnh rồi, dính cục xương mà xương khu lãnh nói vậy. Đấy, ngậm vô đấy rồi bây giờ nuốt cũng không xong mà nhá cũng không trôi. Nên đây là một trong những cái thì tôi khuyên những anh em mà nếu mà lên để mà có những cái luận chứng cho mình liên quan cái sự việc của Tuấn Xà Lan và chị Hà, thì ít ra cũng phải trả lời được một trong những câu hỏi của cộng đồng. Đấy, những câu hỏi này thật sự một trong những cái mà cốt lõi, một trong những cái cốt lõi liên quan đến cái chết của chị Hà. Đấy. Và xin thưa quý vị, cái buổi trò chuyện hôm nay ở tới đây thì Lăng Thang Sài Gòn cũng xin phép tất cả các bà con cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa thì kính chúc tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Bà con vui lòng cho Lang Thang Sài Gòn xin một like. Bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lang Thang Sài Gòn. Bye bye tất cả các bà con và hẹn lại bà con vào những cái chương trình tiếp theo. Mong rằng cái sự việc này nó sớm được sáng tỏ với bà con ha. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều nha.